Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh âm thanh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một sản phẩm mới của Behringer, có cái model là B16M. B16M là một thiết bị sử dụng monitor ở trên sân khấu, được truyền qua Ultranet đầu clip. Các bạn thấy mình sử dụng những cái dây mạng này để mình nối âm thanh ha. Về mặt công nghệ hiện nay đó các bạn, sử dụng truyền tải âm thanh qua digital hoặc là qua IP, qua cổng mạng, nó sẽ giúp cho cái việc xử lý nó đơn giản và nó gọn gàng hơn. Vì vậy mà cái hệ sinh thái của Behringer sản xuất ra cái model là B16M này dường như giải quyết được rất nhiều vấn đề ở trên sân khấu hiện nay. Cũng như là hãng Turbo Sound, như các clip trước các bạn có thể thấy là mình đã làm clip mà nói về Ultranet truyền âm thanh qua các mạng đó, thì hãng Turbo Sound và hãng Midas là hai hãng cùng hệ sinh thái với Behringer. Vì vậy các bạn khi mà các bạn có Ultranet thì các bạn dường như là các bạn sẽ tối ưu hóa được cái hệ thống của mình. Rồi, quay trở lại với cái B16M. Bây giờ mình sẽ quay sát lại cho các bạn xem và mình sẽ trình bày giới thiệu về sản phẩm này một cách chi tiết nhất các bạn ha. Đây. Ở đây mình có in cho các bạn một tờ giấy vocal 1-2 hoặc là K1 left right á. Thì cái này rất là tiện các bạn. Mình ví dụ như là ở trên sân khấu mình có rất là nhiều micro, rất là nhiều ca sĩ, rất là nhiều nhạc cụ. Ngoài cái vấn đề mình nghe được cái nhạc cụ của mình thì mình cũng muốn nghe nhạc cụ của những người bạn của mình, nghe được tiếng ca sĩ để mình giải quyết được vấn đề của bài nhạc nó chính xác hơn. Thì ở đây thứ nhất là mình sẽ quy định ha, các bạn sẽ quy định là từ 1 tới 16 là được truyền tín hiệu từ bàn mixer XR18 hoặc là bàn mixer X32 được truyền qua cáp mạng với tín hiệu là 16 đường thông qua Ultranet. Rồi mình muốn phát triển ra rộng hơn thành 32 đường, có thể được nghe 32 đường, thì mình sẽ throughout nó ở đây thêm một cái nữa thì phát triển nó thành 32 đường. Mình ví dụ bây giờ mình muốn nghe được cái các bạn ví dụ ở đây nó sẽ có hai cái tín hiệu đầu ra. Một là monitor in ear, các bạn sử dụng headphone hoặc là mình sử dụng một cái loa ở ngoài mình có thể nghe được. Các bạn chọn vào nó thì các bạn sẽ lớn nhỏ nè. Hả? Cái này là master thì các bạn sẽ nghe được tổng thể của một số like ở đây. Còn cái này là volume từng like các bạn. Đấy. Volume từng like mình đóng ra mình tắt ha. Đó là như vậy. Mình ví dụ như là các bạn muốn nghe trống đi. Ha, trống ở đây là trống left và trống right thì các bạn chọn ở đây. Ha, các bạn nghe chưa có rõ trống thì các bạn mở lên. Đấy. Đó, còn không thì mình lớn quá mình đóng lại. Đấy. Mình ví dụ như mình muốn nghe guitar bass đi. Guitar bass ở đây là số 9. Rồi mình ví dụ đi ha, mình ví dụ một cái vậy đi. Thì á mình dặn lên thì nó sẽ có. Đó, mình muốn tắt nó đi thì mình cứ vậy thôi. Đó, mình ấn vô thì nó sẽ tắt. Thì các bạn sẽ nghe được ngoài vấn đề các bạn nghe live nhạc cụ của mình. Ví dụ mình đang quýnh guitar đi ha. Mình đang quýnh guitar nhưng mà mình muốn nghe thêm guitar bass thì mình sẽ làm phương án đó các bạn ha. Đây, muốn nghe tổng thể thì các bạn nhấn vào main thì mình sẽ nghe tổng thể tất cả ở đây. Mình main thì ở đây nó sẽ có cái volume của main riêng nè. Đó, mình nghe tổng thể. Ê, rất là tiện. Ngoài những cái vấn đề ở đây ở trên Ultranet thì các bạn vẫn có thể cài đặt. Mình có thể quy định là
cổng 15, 16 này là effect mình có thể sử dụng bằng Ultranet ở trên cái phần mềm. Trên phần mềm Ultranet ở trên trên PC mình đã từng hướng dẫn rồi các bạn ha. Ở đây mình sẽ mô tả cho các bạn thêm ở đây. Thì Ultranet là gì? Ultranet là ví dụ như là mic 1, mic 2 sẽ vào cổng 1, 2 tương ứng với 1, 2 ở đây. Các bạn ha. Các bạn để ý Ultranet nè, đó. Tương ứng với 1, 2. Trường hợp mình muốn cổng 15, 16 của Ultranet là cổng 15, 16 là nằm ở đây. Nó sẽ sử dụng cho line in 15, 16 là để nghe cái line in ở đây thì các bạn sẽ chọn nó vào line in. Đấy. Thì mình sẽ config nó là như vậy đó các bạn. Thì với cái thiết bị như thế này, với thiết bị như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể config độc lập và có thể sử dụng những mỗi kênh ở đây mình có thể thay đổi theo cái mong muốn mình lấy tín hiệu từ bàn mixer ra. Rồi các bạn tới đây thì mình nghĩ là các bạn có thể nắm được cái công năng của sản phẩm này rồi. Việc truyền tín hiệu bằng Ultranet nó rất là tốt các bạn. Dường như tín hiệu là nó rất là sạch, nó không bị nhiễu bởi những cái yếu tố về kháng trở. Đấy. Rồi. Mỗi line ví dụ như là mình nghe trên monitor của mình thấy nó bị bass nhiều quá thì mình có thể chỉnh bass chép ở đây riêng được các bạn nè. Các bạn thấy ha? Mình chọn vô cái line của mình chỉnh bass chép của nó. Nó là như vậy. Rồi. Từ bàn mixer các bạn muốn truyền âm thanh như thế nào, kéo xa, bằng cấp mạng hoặc mở rộng nó ra thì mình vẫn có thể sử dụng cái Powerplay 16 có cái model là B16M. Đây, như vậy là mình đã mô tả chức năng của B16M rồi đó các bạn. Hy vọng là mình chia sẻ gần như là chi tiết. Thì nếu mà các bạn nào cần bổ sung thêm thì có thể liên hệ mình để trao đổi với các bạn ha. Rất vui được chia sẻ cho các bạn về công nghệ, về kỹ thuật và những thiết bị sản phẩm audio bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.